Lời đầu tiên xin thay mặt đơn vị xã Cầu Chánh xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng hội thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, tư tưởng trọng nam khinh nữ là những phân biệt đối xử giữa nam giới và nữ giới. Mặc dù quyền của phụ nữ được công nhận nhưng không ít tập thể cá nhân sự phân biệt khác nhau. Việt Nam là một trong những đất nước chịu ảnh hưởng thanh nhỏ bởi tư tưởng nho giáo và phong kiến. Tư tưởng trọng nam khinh nữ được biểu hiện rõ trong đời sống như nhiều gia đình muốn sinh con trai hơn con gái, phụ nữ sinh con trai sẽ được coi trọng và yêu mến hơn. Việc kế thừa trong tài sản cũng để cho con trai, còn con gái thì không có quyền thừa kế. Điều này cũng bắt nguồn từ quan niệm con gái xuất giá tòng phu, đi lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Trong xã hội phong kiến, thậm chí chỉ có con trai mới được học hành, thi cử, đỗ đạt, làm quan, còn phụ nữ thì gắn với gia đình, nội trợ, phục vụ gia đình, chồng và con. Được biết buổi thi hôm nay, xã Cầu Chánh, tỉnh Vĩnh Long, thành viên tôi Sơn Như Lý, đội trưởng. Tôi Trần Kim Cương, thành viên. Tôi Nguyễn Huỳnh Nga, thành viên. Tôi Lê Hồng Hoa, thành viên. Tôi Phan Tâm Như, thành viên. Để làm rõ vấn đề nêu trên, đơn vị xã Cầu Chánh gửi lên ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi tiểu học nỗi niềm của con với các vai diễn như ý vai ông ba, Huỳnh Mơ, Hồng Mơ vai bà ba, Tâm Như vai con ông ba, Kim Cương vai tổ trưởng tổ truyền thông, Quỳnh Nga vai thi hội trưởng phụ nữ ạ. Tiểu phẩm nỗi niềm của con xin được phép bắt đầu. Mằng mặt vô không có miếng nước uống thiệt á, chồng con đi đâu có tăng mất việc mà sáng giờ không thấy mặt mũi đâu hết. Tôi biết có chồng bảo vệ mà nó ở vậy cho nó sướng hết không. Dạ đó. Dạng số nó lại có dạng số mà. Được. Ăn gì? Để cua cô bé.
đây, tôi nói cho nghe cái này, ông còn sống đi. Hai chồng mình đó, có hai đứa con này, đứa con cái lớn á, ông có đang học tới nơi tới chốn, đi đại học rồi, con nhớ đó, nó sắp vô cấp ba, ông bắt con nó vậy, không à, con nào cũng là con, anh đối xử vậy, có thì sao mà chẳng, bác con nhớ nó nghỉ học, nó buồn. Nói là ông tôi khuyên ông á bớt nhậu nhẹt lại, cùng tôi lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, cho tương lai của con sau này nó tốt hơn. Ông ấy á, tôi giao khổ của ông muốn con nó khổ cho tôi với ông hả? Thì cho tôi khổ thật luôn á. Nhìn hết rồi, cái này không quét, không chơi. Ông nghĩ sao vậy? Hả? Con trai, có nhà con trai, con gái cũng học giỏi, cũng chăm ngoan. Rồi con trai lấy đâu luôn? Thiệt á, khổ ông á biết luôn. Ông á, trẻ, sống ông lo, ông lo tới già, tới chết. Tôi nói thiệt với ông á. Tôi á, ông là cái trước tôi, ông yên tâm đi. Tôi làm kiếm cho ông. Tôi đảm bảo luôn. Ông nghe hai con nói chưa? Tôi nói với ông rồi.
thôi mẹ cứ nhậu nhẹn lại để còn tôi lo cho con. Mà ông cứ như vậy hoài thì tôi khổ lắm, mất sức luôn. Tại tôi chưa suy nghĩ tới, tôi mong hai cô thông cảm. Tôi hứa nay sẽ cho con Như nó đi học đàng hoàng, mà tôi sẽ không phân biệt để nam nữ, dù con trai con gái cũng là con mà phải bà. Vậy là vui quá rồi, niềm vui nhân đôi. Em chúc mừng gia đình anh chị. Ở đâu đó trên các làng quê Việt Nam vẫn còn những ông cha bà mẹ có nhận thức suy nghĩ lệch lạc, tư tưởng trọng nam khinh nữ là một định kiến giới, coi trọng việc sinh con trai. Một thực tế tồn tại ở nhiều địa phương là tâm lý thích sinh con trai để có người nối dõi tông đường. Tâm lý này dẫn đến mất tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh và gây ra nhiều hậu quả khó lường. Mặc dù con trai con gái chúng ta cùng đẳng giới cũng cho ăn học như nhau để cùng nhau phát triển thì sao? Đó là thông điệp điện thoại của chúng tôi gửi đến quý vị. Kính thưa quý ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể và thi diễn phẩm nội điểm của con đến đây là hết. Cuối cùng xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể thi sức khỏe và chúc mọi thi thành công.